Ôi, cục sắt thì to thế. À, chủ đề chính của hôm nay là mình giới thiệu với con Dell PowerOS R540 dạng form factor là 2U. Dòng này nó có gì đặc biệt? Dòng này nó hỗ trợ 2 CPU scalable mới nhất hiện nay, hỗ trợ lên tới 2 CPU. Một CPU là tới 20 core, 2 CPU là tới 40 core. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ RAM lên tới là 1TB RAM với 16 khe gắn RAM và hỗ trợ hai nguồn titanium 750W và có thể lên tới là 1100W luôn ha. Mình có thể option. Thì cái con này nó ở dưới con R740 một tí, nó sẽ hỗ trợ hai nguồn, 2 CPU và 1TB RAM. Đặc biệt nó là hỗ trợ lên tới 8 cái ổ cứng 3.5W chuẩn SAT và SATA. Đây, 8, 2, 4, 6, 8. Thì cái dòng R540 này nó chia ra làm hai loại. Một loại là, hai loại đều là chạy ổ cứng 3.5 hết. Và một loại là 8 ổ cứng 3.5. Và một loại nữa là 12 ổ cứng 3.5 ở trên cái thiết bị này. Thì mình nói là nhược ưu và nhược điểm của cái 18 và 12. Nếu mà sử dụng 8 ổ cứng thì mọi người có thể gắn được DVD ở đây nha. Có hệ thống DVD ở đây là 8 cái ổ cứng. Còn khi mà mọi người sử dụng mà cái loại form factor mà 12 ổ cứng thì nó sẽ không có cái DVD đây. Không có DVD đây. Và phía trên đây nó cũng kín lắm. À, nhưng mà mình thích là mình thích cái dòng 8 ổ cứng này hơn. Ok, thì cái này nó có thể hỗ trợ luôn cả ổ cứng 2.5 và 3.5 luôn nha mọi người. 2.5 thì mọi người chỉ cần là gắn vô đây cái chuyển của Dell, con vật của Dell. Cái này là ổ cứng 2T SAT 12GB trên dây, tốc độ mới nhất hiện nay. Hàng tất cả là hàng chính hãng 36 tháng và được tích hợp với cái gói bảo hành rồ support, thì khi alo thì 4 tiếng sau là Dell tao sẽ tới tao hỗ trợ. Rồi bây giờ mình sẽ nói về phía trước, phía sau và phía trong. Thì phía trước thì nó hiển thị luôn cái Civic Tech Dell MT PowerOS R540. Đây gồm có Civic Tech và các cấu hình đây. Phía trên đây gồm hai cái cổng USB, hai cổng USB, một cổng VGA phía trước thì mọi người có thể gắm cái màn hình phía trước để quản lý. Đây là hot slot. Hot slot là sao? Là khi mà con server đang chạy mà một cái ổ cứng này bị hư thì mọi người chỉ cần cất cái ổ cứng này đi và thay một cái ổ cứng khác vô đây thôi. Hệ thống vẫn chạy liên tục 24/7 và không cần phải tắt máy nha mọi người. 8 ổ cứng gồm một cái DVD. Cái này là cái nhàm để bắt vô cái tủ rách. Phía trên đây thì cái thằng Dell này nó hay cái là nó có thể hỗ trợ mobile. Mobile là thì nó được hỗ trợ bằng cái điều khiển bằng mobile đây nhá. Đây này. Cái cảm biến mobile nó sẽ nằm ở bên đây. Giống như là một cái quick đồng bộ dữ liệu từ cái điện thoại của mình vô cái thiết bị này để quản lý. Rồi ok. Phía sau này mình sẽ giới thiệu với mọi người phía sau này. Thì phía sau này hỗ trợ hai nguồn. Hỗ trợ hai cái nguồn hot slot. Thì đây là cái nguồn 750W này, hot slot này. Nguồn của Dell rất là khủng. Thì mình giải thích luôn là vì sao mà sử dụng hai cái nguồn như thế. Tại vì mình thấy là trong một cái giao dịch điện tử, ví dụ bây giờ internet banking đi, đang chuyển tiền kịch mà cái hệ thống server này nó sập một cái một thì cái lúc mà lưu lượng một nghìn người, hàng triệu người ta truy xuất vô mà nó đứt quãng như vậy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Hoặc là một cái doanh nghiệp đang chứng khoán, đang theo dõi chứng khoán, hoặc là những cái giao dịch mà của công ty đang rít lao liên tục mà cái hệ thống mà nó sập thì rất là nguy hiểm. Thì cái này nó có cắm hai sợi dây nguồn như đây, thì cái nguồn này chết thì mọi người chỉ cần cất cái nguồn này đi và lấy một cái nguồn khác thay thế như đây, hệ thống nó vẫn chạy bình thường nha mọi người. Và cái thứ hai nữa là bên đây thì nó gồm một cái cổng VGA, một cái cổng COM truyền thống. Thì trong cái ngành server thì cái cổng COM này luôn được giữ lại từ cái thời xưa cho đến thời nay, từ lúc mà máy tính mới ra đời đã có cổng COM mà đến bây giờ cái cổng COM này vẫn sử dụng. Cái thứ hai nữa là hai cái cổng USB tốc độ cao và gồm hai cái cổng R540 này sẽ hỗ trợ là hai cổng 1GB,
hai cổng một grid và mỗi cổng IRAC. Cái cổng IRAC này là như thế nào? Mình giải thích luôn cái cổng IRAC. Đây là hai cổng mạng rồi. Cái cổng IRAC này, xin lỗi mọi người, cái cổng IRAC nằm trên đây nha. Đây là hai cổng một grid và cổng IRAC ở đây. Thì IRAC là để làm gì? Con này được tích hợp là IRAC Enterprise. Thì khi mà một cái thằng IT, người ta không có trực tiếp, người ta ngồi ở trên cái máy này, cũng không trực tiếp mà ngồi ở máy này. Có thể tôi, ví dụ tôi là một IT, tôi có thể đang ở bên Mỹ, tôi đang ở Singapore, tôi đang ở Ấn Độ. Nhưng mà tôi có thể remote vô, tôi điều khiển và tôi cài đặt cái hệ thống máy chủ và tôi kiểm soát và theo dõi cái máy này xem nó có bị gì không. Tôi hoàn toàn có thể theo dõi được. Và có thể là cái máy này nó bị trục trặc, nó sẽ email hoặc là nhắn tin về cái điện thoại của tôi bằng cái thiết bị cổng IRAC này. À, cái cổng IRAC này. Nhưng mà mọi người phải cấu hình nhá, chứ không phải tự nhiên mà nó chạy được đâu. Phía đây thì gồm ba cái ba khe PC address và bốn cái khe PC address ngắn và một PC address dài. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra xem là bên trong nó gồm cái gì bên trong đây. Thì cái mở cái máy này thì ở đây nó có một cái chìa khóa, thì cái chìa khóa này thì thực sự cũng không cần thiết. Mọi người có thể là dùng cái này vặn ra cũng được, không sao hết. Khóa này, tôi biết bất kỳ. Thì khi mở ra thì mình thấy ở trên nắp này có luôn là có cái đeo MC bảo hành chính hãng. Đây là cái số hotline miễn phí nha. Chỉ cần gọi cho cái số này thì trong vòng 4 tiếng 24 giờ chứ mọi người lộn, trong vòng trước 24 giờ là đeo nó sẽ chạy tới. Đây là thằng đeo này, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ chạy dữ lắm. Còn phía đây là cái gì? Đây thực sự là một cái bảo bối. Cái bảo bối của cái dân công nghệ thông tin và cái dân IT thì tất cả mọi cái thao tác và tất cả những cái manual, tất cả mọi thứ được gói gọn trong một cái tờ giấy nhỏ như thế này. Có thể nhìn vô cái này mà phân tích được tất cả các hệ thống trong cái máy chủ này. Nhưng mà để nhìn vô cái này thì mà lại phân tích được thì cũng phải gọi là trình độ, cũng phải chuyên gia. Rồi, bắt đầu mình sẽ mở cái này ra. Thì cách mở cái này ra thì mình mở cái miếng nhựa này, đeo nó rất là cẩn thận. Đối với là đây có một cái miếng nhựa để nó hút cái luồng gió lạnh từ phía trước, nó lùa ra phía sau và nó cái lấy cái hơi lạnh nó lùa ra đây, nó làm mát cái thiết bị trong đây và nó đẩy ra phía sau. Thì cái này nó sẽ là giữ cho cái luồng nó đi tối ưu hơn. Mình để ra ngoài. Đây là cái trung tâm đầu não xử lý. Đây, cái bộ xử lý nó giống như một cái đầu não của cái hệ thống. Đây là cái đầu. Đây nó có hai hỗ trợ, hai bộ xử lý. Thì hiện tại là mình đang sử dụng một cái bộ xử lý thôi. Mình có thể gắn thêm một cái bộ xử lý tiếp đây nữa. Một cái bộ xử lý này có thể hỗ trợ lên tới 20 core nha. Đây mình thấy CPU 2 này. Cái CPU 2 này mình chưa có gắn. CPU scalable. Và hỗ trợ 1 TB tương ứng với là 1000 GB hoặc là 1024 GB. Thì nó có 16 khe gắn RAM. Hiện tại thì con server này mình đang gắn ở chế độ là 128 GB. Có thể nâng cấp lên tới 1 GB nha. Ê, 1 TB. RAM rất là nhiều. 16 khe gắn RAM. Sử dụng cái bộ xử RAM mới nhất là RAM RDIMM bus 26666 cho băng thông rất là cao, có ECC để sửa lỗi. RAM của server là có sửa lỗi. Và có một cái controller này. Cái controller này rất là quan trọng đối với trong cái ngành máy chủ. Đối với cái máy chủ thì cái controller này cực kỳ quan trọng luôn. Vì sao? Vì cái controller này nó là cái nơi mà nó có thể tất cả những cái công nghệ của ổ cứng nó sẽ nằm ở đây. Đây là cái điều khiển. Ngày trước thì cái hệ thống đây, controller này nó có một cái dây cáp, nó sẽ nối lên cái phía trước này, có một cái bo mạch ở phía đây sẽ quản lý tất cả các ổ cứng phía trên. Thì đây là một cái thiết bị cực kỳ quan trọng là cạc rét, người ta gọi là controller cạc rét. Thì cái cạc rét này nó có tính năng là nó tự mình ở trong đây, nó có cái bộ xử lý và có đầy đủ cái két. Két này lên tới 2GB black thì nó sẽ xử lý. Nó xử lý cái red 0, red 1, red 5, red 10 thì cái hệ thống này nó sẽ được xử lý và nó quản lý cái ổ cứng phía trên đây. Không cần phải nhờ vào sức mạnh của CPU và RAM ở đây nha. Cái thằng này nó tự quản lý các ổ cứng trên đây. Rồi cái fan hot loop của cái CPU thì ở trên đây. Thì thằng này nó có tới 1 2 3 4 5 6 6 cái fan hot loop. Cái fan hot loop này như thế nào? Hiện tại thì mình do mình chạy một CPU nên là nó sẽ
Ridgeline ở cái chế độ là 4 fan. Thì cái fan này khi mà hệ thống đang chạy mà fan này hư thì mọi người chỉ cần rút cái fan này ra thôi nha. Hệ thống đang chạy nha. À không, xin lỗi mọi người nha. Thằng Dell R540 này là fan không có hot lock, là khi mà hệ thống mà chết hoặc là fan chết, cái fan này mà nó hư không hoạt động nữa thì mọi người phải tắt máy đi ha. Nhưng mà không sao, tại vì fan nó rất là nhiều. Còn thiếu hai cái fan ở đây thì không phải là thiếu đâu, mà khi mà nâng cấp một bộ xử lý nữa thì trong cái bộ kit đấy nó sẽ có cái fan đây. Rồi ok, thì mình gắn cái này lại đi. Cách gắn lại thì nó cũng đấy, gắn lại thì cứ ấn xuống thôi. Rồi cái này là cái recycler. Thì xây cạc để làm gì? Trong một cái chế độ 2U này như thế này thì mọi người chỉ gắn được cái cạc là ngàm ngắn thôi. Muốn gắn được ngàm dài thì PC 8X hoặc 16X thì mọi người phải gắn vô cái đi xây cạc này. Sẽ gắn được hai cái cạc ngàm dài. Thì có thể hỗ trợ cạc quang, cạc mạng, cạc gì ở đây thì có thể đây. Và cạc Vega luôn, có những cái hệ thống sẽ sử dụng cái cạc quạt Pro này kia thì sẽ gắn đây. Và ok, đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái này. Đây là cái chipset này. Cái chipset của Intel nó sẽ nằm ở chỗ này. Đây là cái chipset ở đâu nằm đây. Cái chipset là gì sao? Bộ xử lý là cái đầu não, còn chipset này là một trái tim. Nó như một trái tim là nó có thể điều phối tất cả các hoạt động ở trong đây. Thì mọi người phải rút cái này ra để xem cái chipset nó như thế nào. Mình sẽ rút ra và mình sẽ không gắn lại nữa, lát mình gắn sau ha. Đỡ mất thời gian. Đây, chipset nó phải có cái chipset này, nó là trái tim à, nên nó điều phối tất cả mọi thứ, giống như một cái mạch máu nó có thể điều phối. Đây thì phía này thì nó có những cái sợi dây cáp về quản lý cái phía trước. Rồi hai cái đầu SATA chuẩn mới. Đây thì có thể nhìn rõ ở đây. Dell trên đây nó khắc chữ Dell MC. Thực sự thì con server này cũng rất là khủng rồi. Ok, ở phía đây nó có một cái nguồn. Thì mình thấy là ở đây nó có một cái nguồn, cấp nguồn này để làm gì? Mọi người thắc mắc thì mình nói xin thưa, cái này để cấp một cái nguồn về cạc quạt Pro, những cái cạc chuyên dụng để xử lý ảo hóa này kia, hay là cạc xử lý về đồ họa này kia, thì sẽ gắn cái cấp nguồn điện vào đây. Cực kỳ nha, cực kỳ quan trọng. Ok, thì cái này không có cái gì nữa. Rồi mình lát mình sẽ đậy nắp sau, đến giờ mình về mình dắt. Đây, nó còn dư mấy cái sợi cáp này cũng không biết để làm gì. Ok. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thôi, mình đậy nắp thì mình đậy nắp sau. Đây là cái thông tin thì cứ lên website www.máychủmạng.vn mà coi. Ha, thông tin ở trên đó có hết. Còn mình tiện thể mình sẽ lược về cái con này ở trên cái thông tin này. R540 là đặc biệt đó. R540 này chỉ sử dụng ổ cứng là 3.5 inch thôi, không có con R540 nào mà 2.5 inch hết á ha. Có hai dạng 12 3.5 và 8 3.5. 12 3.5 thì non DVD. Cái này thì có DVD. Rồi, sử dụng hai bộ xử lý scalable. Scalable là những dòng bộ xử lý như là Bryon 3104 gì đó trở lên. Rồi Sliver đồng bạc là từ 4108 trở lên cho đến 4116 Sliver. Và Gold là vàng. Thì nó từ 5115, gold 5115 cho đến cao lắm. Nói chung là mình không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là tới 6 bao nhiêu á. Và Platinum. Platinum này là bạch kim ha. Bạch kim nó cao cấp mà. Thì nó dự gồm những cái bộ xử lý Platinum cao cấp. RAM thì 1T. Có 16 khe gắn, 16 nhân với bao nhiêu đó. Mình làm cái nhân với bao nhiêu để bằng 1T này. Học lại. Và sử dụng cái bộ nguồn 750W nhân 2. Rồi iRack quản lý là Enterprise. Ha.
Rồi ok, đây là cái bài học nói chung là dành cho dân amateur. Thì sẵn tiện nên mình sẽ giới thiệu luôn một cái chiếc Mercedes C200, à không phải, giá nó bằng chiếc Mercedes C200. Còn X3850X6 thì cái con 3850X6 này giá nó có khoảng 50.000, không, hôm bữa là thấy 70.000, nó tương ứng với một chiếc Mercedes C200. Thì mình sẽ giới thiệu sau ở cái phần sau. Ok, thì con này thì mình giới thiệu sau cho. Ok, vậy đi. Về cái